Vâng, gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay bên cơ sở em Thảo dụng cụ nông nghiệp lại gửi tới các bác một cái mẫu cưa, một cái dòng cưa mà rất lâu nay hôm nay em mới đăng tải. Đây là dòng cưa làm bằng thủ công, tay gỗ hương. Và em cũng rất mong là khi xem được cái video ngắn này, các bác sẽ lựa chọn cho mình một cái dụng cụ chính xác. Và với tất cả những cái dòng kéo cưa thì nó đều có hai loại nhá. Nhưng mà riêng các bác mà đã đến với cơ sở em Thảo thì các bác sẽ chọn được một cái dụng cụ rất chi là chất lượng, và cũng sẽ đảm bảo tới các bác là với cái độ sắc bén của cái dòng cưa này. Hôm nay thì sẽ có sự lựa chọn của dòng tay thép và tay gỗ. Cái dòng tay thép kia giá rất chi là ưu đãi ở cái video ngày hôm nay nhé. Em cũng rất muốn là các bác xem video hãy xem thật kỹ để em báo giá từng loại các bác nhà mình biết được. Đầu tiên là cái dòng cưa gỗ hương 15cm. Với những cái dòng cưa nhỏ của những cái hãng nổi tiếng thì nó tới những 300-400 nghìn, rất chi là cao. Và đây là một cái dòng cưa thủ công thì nó lại có cái giá rất chi là thấp, phù hợp với tất cả các bác nhà mình làm cây, tốt và đảm bảo là bền. Và cái dòng cưa này thì các bác có thể rũa được nhé các bác nhé. Có thể là rũa được. Đây là cây cưa 15cm, tay gỗ hương. Cưa này là dòng cưa xếp các bác nhé. Một bộ hôm nay thì em sẽ có 3 cây. Cây 15, cây 20 và cây 23. Thực tế thì bộ này nó có 4 cây cơ. Nhưng mà bộ 10 phân thì nó lâu quá, nó vẫn chưa có. Đây là cây 15cm. Dòng cưa này mắt rất chi là nhỏ và đều, thép rất chi là đanh. Cây 15cm này em Thảo đang gửi cho các bác là 150.000 trên một cây các bác nhé. Tay gỗ hương, dòng cưa 15cm. Và tiếp tới thì là mẫu cưa 20cm. Đây là một cái mẫu mà phổ thông được các bác ưa chuộng nhiều nhất đây. Cây 15cm nhé, à cây 20cm. Chất thép của nó thì đều là một chất thép này. Cây 15cm, cây 20cm này, giá của nó đang là 200.000 trên một cây các bác nhé. 20cm. Đấy, tay gỗ hương 100%. Và cái màu sắc của nó thì cũng sẽ khác hẳn với những chiếc cưa bình thường như các bác nhé. Cái màu sắc và chốt đinh của nó rất chi là chắc chắn này. Và tiếp tới là cây 23cm. Cây 23cm này thì giá của nó đang là 300.000 các bác nhé. Dòng cưa to trội hơn hẳn. Các bác có thể làm vườn, làm cây rất chi là ok. Cái thép này của nó rất chi là đanh nhé các bác nhé. Nếu như các bác mà đã sử dụng qua thì các bác biết. Đây là một cái loại cưa rất chi là tốt mà bên cơ sở em đặt rất chi là lâu. Nó không thường xuyên như những cái dòng khác. Và đây là rũa. Các bác có thể rũa được tất cả các loại cưa khi mà cùn. Cái rũa này thì có 80.000 một chiếc thôi các bác nhé. 80.000 đồng một chiếc rũa cưa này. Có lối mở cưa nhé. Và cái dòng rũa cưa này nhà em là rũa đẹp, rũa rãnh rất chi là sâu nhé. Giúp các bác rũa cưa cực kỳ là bén này, dễ làm. Đấy, sẽ có mấy dòng cưa là rũa cưa nha các bác nhé. Nhưng đây là cái dòng tốt nhất đây các bác ạ. Và hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác luôn cái con dao. Con dao này là con dao gọt sẹo, chất thép Nhật nhé. Con này rất chi là tốt. Đấy, và giá của nó cũng tương đối là cao ở cái con này. Con này giá của nó 250.000. Con dao gọt sẹo các bác ạ. Đấy, cực kỳ là tốt. Cái lưỡi của nó bẩn nên là dầu các bác nhé. Con này nó sẽ có một cái vỏ lắp như thế này, để các bác nhà mình sử dụng xong cất đi. Đây là con dao gọt sẹo loại tốt nhất nhé. Sẽ có một loại nữa rẻ hơn nhé. Nếu như các bác mà quan tâm loại rẻ hơn, em cũng sẽ có loại rẻ hơn để gửi tới các bác nhà mình. Đây là con dao gọt sẹo này. Và tiếp tới thì em sẽ gửi tới các bác cái mẫu cưa dành cho các bác nhà mình lựa chọn. Cái cưa này thì sẽ là dòng cưa chất thép nhé. Đúng chất, là rẻ, tốt và đẹp. Một cây nó sẽ có hai giá. Một cây 100 một cây. Và một cây to hơn là 120 các bác này. Dòng cưa tay thép nha các bác nhé. Cực kỳ là ok. Nếu như các bác nào mà chưa thử thì sẽ thử luôn. Bền. Đấy. Vừa bền, vừa sắc, vừa đẹp. Đấy. Ở cái video ngắn hôm nay thì chủ yếu em giới thiệu tới các bác những cái dụng cụ thông thường dành cho các bác làm cây bonsai, làm cây cảnh. Và đôi xẻng. Xẻng này 60.000 đồng một chiếc các bác nhé. 60.000 đồng một chiếc đây. Giá rất chi là tốt đối với các bác làm vườn. Cũng rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Đấy, các bác mà đang quan tâm tới những cái dụng cụ làm cây, dụng cụ làm vườn, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để xem rất nhiều những cái dụng cụ hay và lựa chọn của bên cơ sở em Thảo, shop dụng cụ làm vườn lớn nhất miền Bắc các bác nhé. Bên em là bên đại lý chuyên cung cấp xỉ lẻ toàn quốc. Để bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả các mẫu của bên cơ sở em qua những đoạn clip ngắn như này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.